出汗nghĩa là ra mồ hôi. Trời nóng quá, anh ấy ra rất nhiều mồ hôi. 天气太热了，他出了很多汗。 天气太热了，他出了很多汗。 Vì leo nhanh quá, bụng mình ra rất nhiều mồ hôi. Tương tự các bạn cũng có thể dùng với 出了很多汗. Ngoài ra chúng ta cũng thường dùng đến mẫu câu 出了一身汗. 出了一身汗 nghĩa là mình ra cả thân thể của mình đều là mồ hôi hết ha. Thì cũng biểu thị cho nghĩa là rất nhiều mồ hôi. 因为爬得太快了 我们出了一身汗. 因为爬得太快了 我们出了一身汗. Mình vừa leo lên một lát thì ra rất nhiều mồ hôi. 我刚爬一会儿就出了一身汗. 我刚爬一会儿就出了一身汗. Hôm trước các bạn đã học giáo trình Hán ngữ và gặp được cái đoạn này, chúng ta có là 出了一身汗. Bây giờ ha, mời các bạn đọc lại để xem các bạn còn nhớ được nội dung đó hay không nha. 那么, chúng ta mở rộng những mẫu câu đi cùng với từ 出汗, 大量出汗, 大量量, ở đây là cái lượng, ra mồ hôi với lượng lớn ha. 大量出汗, nghĩa là ra rất là nhiều mồ hôi. Vậy thì mình mới hỏi các bạn là cái lúc mà các bạn làm cái việc gì á thì các bạn sẽ ra nhiều mồ hôi. Chẳng hạn như lúc mà các bạn thi nè, hoặc là lúc các bạn căng thẳng nè, lúc các bạn đứng thuyết trình nè, thì các bạn sẽ 大量出汗. 你做什么事情的时候会大量出汗的. 你做什么事情的时候会大量出汗. Lúc mình căng thẳng thì sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Chúng ta có thể dùng là 我很紧张的时候会大量出汗. 我很紧张的时候会大量出汗. Lúc mà mình căng thẳng thì sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Hoặc là lúc mà mình sợ hãi, gặp phải cái gì đó mình sợ ha, thì chúng ta 大量出汗. 我很害怕的时候会大量出汗. 我很害怕的时候会大量出汗. Lúc mình thi sẽ ra rất nhiều mồ hôi. 我考试的时候会大量出汗. 我考试的时候会大量出汗. Mình sau khi đá banh sẽ ra rất nhiều mồ hôi. 我踢足球以后会大量出汗. 我踢足球以后会大量出汗. Lúc ra kết quả thi thì sẽ ra rất nhiều mồ hôi. 考试结果出来的时候我会大量出汗. 考试结果出来的时候我会大量出汗. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng mẫu câu 全身出汗. Mình cả người mình ra mồ hôi cũng biểu thị cho ra rất nhiều mồ hôi ha. Chúng ta dùng 全身出汗. Mình đổ mồ hôi khắp người. Mình khắp người đều là mồ hôi hết. 我全身出汗了. 我全身出汗了. Cô ấy bỗng nhiên đổ mồ hôi khắp người, có thể là bị cảm rồi. 他突然全身出汗, 可能感冒了. 他突然全身出汗, 可能感冒了. Cơ thể bỗng nhiên cảm thấy rất là nóng, khắp người đổ mồ hôi là như thế nào? 身体突然感觉很热, 全身出汗, 怎么回事? 身体突然感觉很热, 全身出汗, 怎么回事? Vậy tới đây chúng ta đã học được những mẫu câu rất là hay dùng với từ 出汗, 出了很多汗, 出了一身汗, 全身出汗, 大量出汗. Các bạn nhìn vào hình này chúng ta có thể đặt mẫu câu 天气太热了, 他出了很多汗, 他出了一身汗. 他爬了一个小时后，他出了一身汗。他爬了一个小时后，他出了一身汗。
Ta yi kan da mei nữ jiu quan shen chu han. Ta yi kan da mei nữ jiu quan shen chu han.